Ai đúng và ai sai? Một số lãnh đạo bị bệnh, thế lực trong chính quyền sẽ lộ mặt sau khi Trịnh Xuân Thanh đầu thú. Quan hệ Việt Đức có vấn đề, vân vân. Những tin tức xôn xao này đã được tung lên mạng qua các kênh thông tin chuyên theo dệt, bình luận rôm rả, tạo thành một quả bóng tin đồn khổng lồ gây nguy hại đến nhận thức của xã hội. Nổi trội hơn cả, phải nói tới tác giả giấu mặt có tên Bạn Đọc Dân Làm Báo, có bài với tiêu đề Trần Đại Quang đã được tuyên giáo đảng cho thấy như thế nào? Để câu view giải tiền, các bài viết này kích thích vào tâm lý tò mò, hiếu kỳ và nhẹ dạ của cộng đồng mạng để tung ra các nội dung lấp lửng và không rõ nguồn gốc. Ví dụ như, trên trang Facebook cá nhân, nhà báo Huy Đức cho biết Trần Đại Quang đã đi chữa bệnh từ tối ngày 25 tháng 7 năm 2017. Thông tin này là tiếp nối những lời đồn đại của cư dân mạng trong thời gian qua về sự mất tích và số phận kiểu Nguyễn Bá Thanh của ông chủ tịch nước đảng cử và bầu ra. Trên thực tế, tác giả Huy Đức không đủ khả năng để biết được chuyện ốm đau của chủ tịch nước. Một cá nhân tung tin đồn trên mạng, không có bằng chứng liệu có đáng tin cậy không. Cách đây không lâu, họ cũng đã thêu dệt về sự mất tích của ông Nguyễn Bá Thanh. Đến nay, họ lại so sánh chuyện bịa đặt về chủ tịch với số phận kiểu ông Nguyễn Bá Thanh nhằm tạo sự mâu thuẫn trong lòng dân chúng về một sự việc hết sức bình thường trong cuộc sống. Và giọng điệu của kẻ mạo danh đã lộ rõ hơn với những câu viết tạo ra nghi hoặc trong lòng công chúng. Cho đến nay, Ba Đình vẫn câm như hến trước những đồn thổi của dư luận. Tuy nhiên, trên các kênh lề đảng, chúng ta thấy những màn lừa đảo được dựng lên để cho người dân thấy ông chủ tịch nước của đảng. Tuy nhiên, đây không phải chỉ là một trò câu view bằng mọi giá để kiếm tiền quảng cáo từ dịch vụ online. Mục đích sâu xa hơn của họ là tạo ra một bức tranh chính trị sai lệch về tình hình của Việt Nam, làm lây lan hình ảnh về một tương lai u ám và đen tối. Phải chăng số phận của Trần Đại Quang lẫn Đinh Thế Huynh, hai người có nhiều triển vọng ngồi vào ghế Tổng Bí thư của Nguyễn Phú Trọng đã được đảng trưởng cùng với sự hỗ trợ của Trung Nam Hải sắp xếp cho theo con đường bi đát của Nguyễn Bá Thanh, Phùng Quang Thanh? Lợi dụng những người dân không hiểu biết về chính trị, những cây viết này đã thực hiện một mưu đồ truyền thông nhất cử lưỡng tiện, vừa kiếm được tiền, vừa gây hoang mang dư luận. Những người này không hề đấu tranh vì dân chủ hay tự do ngôn luận như những tuyên ngôn của họ, mà chỉ muốn lợi dụng dân chủ và tự do ngôn luận để trục lợi cho bản thân mà thôi.